Ok mấy ông, mình không lên đây. Và hôm nay tôi sẽ giải thích cho mấy ông cái xúc xắc. Cái bút chung này á, nó có một cái hiệu ứng. Để rồi để tôi show cho mấy ông xem phát. Là như ở trên này nó show không được á, phải bấm xác nhận phát. Đây là cái xúc xắc này nè. Sau khi di chuyển thì nhận một lần ném lại, không giới hạn số lần thời gian duy trì của mặt xúc xắc bút chung. Tất cả mặt xúc xắc bút chung càng ném qua sẽ có hiệu lực ở trong phòng tiếp. Đấy, và mỗi một mặt xúc xắc thì bạn sẽ được tăng một cái chỉ số nào đó. Và cái này là sao? À, cái này đơn giản, mà chú ý là đang là 112 nha. Và cái này á, có nghĩa là đâu ta? Giành chiến thắng trong khu vực, có nghĩa là mấy ông phải xài cái này để đấm nhau. Đấy, phải đấm nhau nha. Rồi, bây giờ thì mấy ông nhớ con số đi. Con số hiện tại của tôi đang là 16%. Thì 16% mỗi step. Và tôi sẽ chỉ mấy ông cách để stick đó. Bởi vì cái này nó đọc hơi bị khó. Rồi, cái này nó không có tác dụng hết nguyên một cái quán nha. Cái phòng tiếp theo mà nó nói có nghĩa là đây là cái phòng hiện tại, cái phòng tiếp theo nó là cái chỗ này nè đó, mấy cái chỗ kế tiếp là cái phòng tiếp theo. Rồi bây giờ thì mỗi stack đây, hiện tại thì chúng ta đang có một stack, đó chính là 40% tấn công đúng không, và bây giờ mình sẽ ném lại một lần, chúng ta được 30% gì đó kệ nó, ném thêm một phần nữa chúng ta được đầu gì đó kệ nó, ném thêm lần nữa chúng ta được thêm một cái. Bây giờ các bạn có hai lựa chọn, thường thì khi mà ném bốn cái á, mọi người có thể dừng rồi. Bởi vì bốn cái là cái ngưỡng an toàn rồi, ngưỡng làm sao tỷ lệ nó khá là hấp, mấy ông khá là hấp, nó có hơi bị trùng. Bây giờ tôi sẽ test nha, nếu mà phát nó hơi bị trùng đấy, nó bị trùng với cái đầu nè, thành ra là cỡ ba bốn cái là mấy ông dừng được rồi. Còn cái số lần chip thì mấy ông nên để dành cỡ 6 cái, nên để dành 6 cái nha, để dành tới boss, để tới ải boss mấy ông ném hết 6 cái vô 6 cái thuộc tính khác nhau để cho cái ải boss mấy ông được 6 cái thuộc tính đó luôn. Đây là một cái mẹo á. Bây giờ chúng ta 16% mà được từ từ win một cái đó mấy không, phải win đã đấy, mấy em nhớ là ném xong rồi win nha nó mới tính. À đủ hơi bị nhiều á, nhưng mà nếu mà sạc kiếp lúc này thì nó ăn gian quá, thành ra là thôi chắc là tôi phải đánh nhanh thôi, tắt cho máy đi. Qua ông nào có nhu cầu cài hơi thì có liên hệ tôi nha. Rồi. Người ta đang ở khách nên tôi cũng phải che cái qua đi nữa, mấy ông nhìn dưới mắt thì cãi mấy ông, tôi không quan tâm nha. Giờ hơi lỏ một tí tại vì nè văn minh tri thức, nhưng mà cái này tôi build nó hơi thật ra không phải là tôi build, nhưng mà mấy ông hiểu ý tôi rồi đó. Để tướng quân đánh rồi, để hàng quân chứ, nhanh nào. Mấy ông có thể tua cái video này nha, tôi không có cắt khúc này bởi vì tôi muốn muốn là tinh chuẩn chứ không phải là tôi muốn kéo dài video để mà ăn tiền mấy cái đậu hôn xịt, đừng hiểu nhầm. Vì sao mà ấy? Còn tại sao mà tôi không đánh tới con cuối luôn cho nó nha, lý do rất là đơn giản thôi, đánh luôn con cuối thì nó bỏ hai cái chút phút mà tôi cài cho khách, mà tôi cũng lỡ mà nó bị gì kiểu như là khô một cái thì tôi phải đi lại tốn thời gian của tưởng luôn, nên là thôi tôi không, tôi nói không với tôi thế, cho nên là cài rất là chậm. Bù lại thì có gì thì mấy ông không mắc ạt đâu, không bị phá ạt. Còn một con cuối thôi, cái lối chơi của tôi thì nó khá là đúng rồi. Sau đây có cái mẹo á, là phải đợi tới cái khúc mà cuối này, khúc cuối tôi nói luôn đi, tại vì tôi nghĩ rằng mấy ông sẽ tua khúc này, thật ra sẽ không nghe được cái đoạn này của tôi, nên đợi tới khúc cuối tôi phải nói thôi. Rồi, chúng ta đánh xong một là 41 đúng không, 41 là 64%, là 64% nhé. Bây giờ mình sẽ không gon luôn, mình sẽ không gon để đảm bảo là tinh chuẩn, dù là ái sao mình bị họt đi rất là nhiều phần trăm, nhưng mà mình sẽ không gon nha, nó sẽ lên sáu từ. Anh em biết tại sao lên nhiều không? Giành chiến thắng trong khu vực có nghĩa là cái khu đó nó có ba con quái thì chúng ta sẽ được x3 lên, đơn giản thế thôi. Đẹp. Ok, bây giờ tôi sẽ nói cái mẹo cuối nè, khi mà chơi cái này á mấy ông ưu tiên đừng có lấy cái nhận thêm một lần chip nha, đừng có lấy cái nhận một lần chip trong cái cửa hàng, bởi vì nó tốn rất là nhiều tiền. Hay vào đó mấy ông mua một cái phút rồi là một cái bút khác, cái vật lệ khác nó ngon hơn,
Cái thứ hai nữa là mấy ông có được cái 4 lần nếm lợi á, mấy ông cứ mua cho tôi 100 đồng mà đổi được một lắm cái phần trăm ấy thì nó rất là lời đấy, thì đó cũng chỉ là vài cái mẹo thôi. Tôi sổ ở đây video chỉ có nhiều đấy.